Kính thưa Hội Thánh, báo VOA tức là Đài Hoa, ngày thứ tư 23 tháng 7 2014 đã đăng ở trên trang nhất về cái người cao niên nhất thế giới. Ông Lê Trần Trường An, Chủ tịch Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam nói: "Chúng tôi có đủ bằng chứng để chứng minh cụ Nguyễn Thị Trù sinh ngày 4 tháng 5 năm 1893 với các giấy tờ do các chính quyền Pháp, Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cấp. Cụ sinh được 11 người con, đến nay 4 người còn sống. Cụ ở trong gia đình con trai út 72 tuổi và năm nay cụ được 121 tuổi." Nghĩa là trên thế giới chúng ta thấy có những cái nước sống tới 110 mấy, nhưng mà bà cụ Nguyễn Thị Trù của Việt Nam chúng ta đã số 1. Cái tin thứ hai, báo Cali Today ngày thứ ba 22 tháng 7 đăng tin ông Martin de Jong, 29 tuổi, tay đua xe đạp Hòa Lan, hai lần qua mặt tử thần trên cả hai chuyến bay MH370 và MH17. Lý do ông đổi ý vì tiết kiệm tiền, bỏ phi cơ Mã Lai để đi qua Frankfurt của Đức giá rẻ hơn. Ông đã mua rồi cái chuyến bay mà mất tích luôn đó, ông đã mua rồi, ông trả lại, dĩ nhiên bị phạt rồi. Ở cái chuyến bay mới đây MH17 ông cũng mua rồi, ông trả lại. Người ta lấy làm lạ là không ngờ một cái người mà thoát chết hai lần một chiếc phi cơ, để cho thấy rằng là con người ta có số. Quý bạn chị em, bây giờ cái tin thứ ba, quý bạn chị em đã biết được cái câu chuyện một chiếc tàu cruise chở mấy trăm học sinh cấp 3 của trường trung học Nam Hàn đi du ngoạn, chưa tới nơi thì đã bị lật chìm, và cái số chết đó trên 200 học sinh trung học. Thưa quý bạn chị em, chuyến phi cơ Mã Lai tên là MH370 chở gần 250 hành khách và phi hành đoàn 15 người mất tích, không thấy thi hài, mảnh sắt, hộp đen, và bây giờ không biết chiếc phi cơ đó đang ở đâu ở trên đời này. Lần đầu tiên trên thế giới sau khi hàng không đã chế tạo ra được cái hộp đen để cho biết rằng là khi phi cơ mà trục trặc nổ rơi thì cái nguyên nhân nào, cái hộp đen nó nói cho biết. Không có hộp đen. Thưa bạn xem, phi cơ Đài Loan hãng ATR-72 của Transasia Airways, chuyến bay GE-252 đáp xuống không thành công, rớt xuống Mali chở 57 hành khách cùng 4 nhân viên phi hành đoàn, làm cho 51 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Nhưng mà chẳng thấy không về là có cái vụ mà rớt phi cơ hết chứ này tới chứ kia. Rồi chuyến phi cơ Mã Lai MH17 bị súng của quân Ukraine thân Nga bắn trong không phận của Ukraine, giết chết 298 người, trong đó có 3 mẹ con người Việt Nam, hành khách đa số là người Hòa Lan. Thế giới đang cô lập Tổng thống Putin của Nga và đang xếp đặt kế hoạch trừng phạt về vấn đề giết hại dân sự, nhất là âm mưu tái lập để nước Nga trở lại thời kỳ chiến tranh lạnh trong 50 năm về trước, hầu cộng tác cùng Trung Quốc nhằm chia nhau thống trị thế giới. Thưa quý bạn, cho mới đây thì chiếc phi cơ Air Algeria mang số EH5027 bị rơi trên không phận Mali đã tìm thấy 116 người chết. Và chúng ta biết rồi, cái chiến tranh hết sức là nóng bỏng giữa Do Thái và Hamas xảy ra ở trên đất Palestine đi tới cái độ là cả thế giới hết sức là lo âu, vì mỗi ngày cái số tử vong càng ngày càng cao, đã lên tới trên 1.000 người chết rồi. Các bạn xem, ngoài ra thì cái tin tức mà làm cho quý bạn chị em lo âu nữa liên hệ tới chúng ta vì cái Biển Đông nổi sóng. Quý bạn chị em cũng biết rồi, mặc dù Trung Quốc đã dời cái giàn khoan 891 về Hải Nam,
Nhưng mà bây giờ họ đã bắt đầu tập trận. Họ tập cho binh sĩ họ đánh võ, tập đánh bắn súng, tập cận chiến. Thì ở trong nước tung cái tin ra rằng nước này là nước Trung Quốc. Giờ giàn khoan không có nghĩa là Trung Quốc chịu thua. Thưa quý bạn, chỉ biết giấu thiệt là không còn giấu ai nữa hết. 61 vị đảng viên của Việt Nam bây giờ toàn là những người hết sức là VIP, đã viết thơ để yêu cầu Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đổi chế độ với mục đích hai chữ mà chúng ta nghe qua rất hấp dẫn: thoát trùng, tức là rời khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc. Được hay không, thành hay bại, điều đó chúng ta không ngờ tới. Chúng ta chỉ thấy có một điều, nếu mà người ta đọc báo chí, người ta thấy những cái câu chuyện rớt phi cơ, chìm tàu, chiến tranh, thì cái người mà nghe cái câu của thiên sứ nói với những người chăn chiên cái đây 2000 năm, câu đó là để người ta báo cho các người một tin lành, sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Như vậy đây là tin lành, đây là sự vui mừng lớn. Và đồng thời cái bài hát của thiên binh rập rạng với thiên sứ đó, hai câu thôi đã làm cho chúng ta hết sức là khó xử và trả lời: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Cái kẻ chống đạo của Chúa sẽ thừa cơ hội này nêu lên hai cái câu của thiên sứ hát: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, cái điều đó thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng mà bình an dưới đất đâu? Chỗ nào trên đất có bình an? Thưa quý bạn chị em, đứng về cái phương diện của một người đọc Kinh Thánh, giảng Kinh Thánh, ham thích Kinh Thánh và truyền bá tin của Kinh Thánh, tôi binh dự cho lời ca tiếng hát của các thiên binh và thiên sứ. Tại sao vậy? Tại vì thưa quý vị và anh chị em, là phải nhìn nhận rằng Đức Chúa Trời chúng ta tuyệt hảo, tuyệt đối, Ngài có quyền năng, có tình yêu thương, và có thể nói rằng Ngài không thất bại. Mặc dầu hai người đầu tiên trên địa cầu là con cưng của Chúa đã phản lại Chúa mà nghe theo mà quy. Tại sao? Ngài hoàn toàn thành công bởi vì Ngài hoàn toàn có tình yêu thương. Khi tạo ra con người thì Đức Chúa Trời tạo ra họ hết sức là đẹp và để họ ở trong cái chỗ rất hạnh phúc là vườn Ê-đen. Mong cho họ sống sung sướng. Nhưng mà họ chịu không? Họ chịu sống sung sướng không? Không. Nếu mà họ chịu sống sung sướng đó thì họ không qua hai tay cấm. Thật ra quý bạn chẳng thấy rằng là cái sự bình an ban cho họ, nhưng mà họ không có nhận. Họ không nhận. Rồi á, khi Đức Chúa Trời thấy tội lỗi đầy dẫy trên địa cầu, Chúa mới hủy diệt loài người, đang cứu những người nào có niềm tin. Thì Chúa mới kêu Noe đóng chiếc tàu. Theo quý ông bà anh chị em thấy bao nhiêu người vô trong chiếc tàu đó? Cả một cái nhân loại thiệt là đông, chỉ có 8 người. Tôi nói thiệt bà anh chị em, tôi dạy học trò lớp 5 thi vô lớp đệ thất, tức là lớp 6 của trường công lập, từ 1959 tới 1965, trước khi tôi nhập ngũ. Sau khi nhập ngũ mấy năm rồi tôi về tôi mới dạy trung học. Khi nào mà học trò tôi thi mà 40 đứa mà đậu được 20 đứa vô trong trường công lập đó là tôi hết sức mừng. Tại sao vậy? Tại vì cứ là phụ huynh học sinh sẽ khen mình là cái người dạy học trò đậu tới phân nữa. Cái năm đầu tiên 1959-60, cái lớp của tôi là 45 người, đậu 42 người vô trường công lập. Quý ông bạn xem mấy đứa đó bây giờ bao nhiêu tuổi không? 64 tuổi. Cách đây 2-3 năm tôi qua bên California, tôi gặp một cái người học trò tôi, nó tên là Huỳnh Trấn Quốc. Tôi hỏi Quốc, năm nay em bao nhiêu tuổi? Tại vì nó là học lớp 5 đầu tiên. Nó nói dạ em năm nay 62.
62 bây giờ 2 năm rồi, 64 rồi. Thì cái đứa đó mà anh cho em là cái lớp mà tôi dạy mà gần hết đầu vô lớp đại thanh. Ôi mà anh cho em ơi, cả quân học sinh thấy tôi ngoài đường cúi đầu chào. Bao nhiêu tôi mới có 21 tuổi à. Thật đó mà anh cho em thấy rồi rằng nếu mà tôi dạy chỉ có 40 đứa mà 20 đứa đầu thôi là người ta khen tôi, đằng này Đức Chúa Trời dạy cả nhân loại mà chỉ có 8 người đầu. Tại sao vậy? Vì họ hoàn toàn không tin Đức Chúa Trời. Tới khi Chúa Giêsu Christ tới thế gian, cả thiên binh trên trời ca ngợi Chúa, thì quý bạn cho em thấy rằng là họ nói bình an đâu? Thiên sứ nói rằng là bình an, mà bình an đâu? Tôi chứng minh cho bạn cho em thấy một số người sau khi nghe tin đó thì bình an. Ai? Những người chăn chiên. Cái đêm đó không biết là có bao nhiêu người bạn cho em. Có thể là 3 người, 5 người, 10 người, chứ không có 50-60 người đâu. Thì họ đưa ở trong tâm tối gì đó, tự nhiên ánh sáng rực rỡ lên rồi họ mới thấy thiên sứ báo tin. Thì theo quý bạn cho em thấy sau khi báo tin rồi đó thì họ làm sao? Họ bỏ đàn chi phải không? Họ hè nhau tới xem gặp Mary Joseph và Chúa Giêsu Christ. Họ thuộc lại theo quý bạn cho em đọc tiếp theo Luca đoạn 2 đó. Khi mà họ đã gặp Maria Joseph rồi, thuộc lại rồi, thì họ đi họ làm gì nữa? Họ ngợi khen Đức Chúa Trời, họ báo tin cho người ta hay. Nếu họ không có sự bình an, đời nào họ đi làm cái chuyện thừa thải. Phải không? Cái số người thứ hai là ai của bạn cho em? Những nhà thông thái. Nha. Họ từ ở phương Đông không biết cái nước nào, hè nhau tốn tiền tốn bạc mướn lạc đà rồi mua tặng phẩm tới gặp Chúa Giêsu Christ. Bạn nhân đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2, khi họ thấy Chúa Giêsu Christ thì họ làm sao? Mặt bi sĩ hả? Buồn hiu hả? Thất vọng hả? Họ rất mừng. Đọc coi Ma-thi-ơ đoạn 2 câu số 10. Mừng quá bội. Mấy ông cụ mình dịch quá bội là tức là exceedingly great joy. Cảm ơn. Quý bạn cho thấy hai loại người đó là tiêu biểu cho hai giai cấp cực nhất trong xã hội. Thứ nhất là thiệt là cao, là những nhà thông thái giàu có. Và thứ hai là thiệt là thấp, là những người chăn chiên. Đúng rồi. Thấy không? Vậy là toàn cả nhân loại là rất là vui. Ai nữa? 8 ngày sau khi Chúa Giêsu sanh ra rồi, Maria Joseph bồng Chúa Giêsu vô trong đền thờ gặp ai? Simeon. Ông già Simeon này ông mừng quá đi. Ông bồng con trẻ. Ông nói Chúa ơi, bây giờ Chúa cho con qua đời cách sao? Bình an. Chúng ta thấy chữ bình an không? Bây giờ Chúa cho con qua đời cách bình an đi. Nghĩa là con vui quá. Ai nói mà Chúa Giêsu tới mà không có bình an? Quý mạnh cho anh thấy không? Cái câu chuyện đó đó bạn cho em, nó hay ở chỗ này nè. Và Chúa Giêsu Christ đi giảng đạo, rồi Chúa mới thấy người ta đông thiệt là đông quá, mà thương quá Chúa mới bàn bánh cho họ ăn. Thì có cậu con trai đó có 5 cái bánh với 2 con cá. Chúa mới làm phép lạ biến 5 cái bánh 2 con cá đó cho số người ngồi ăn đó, đếm ra cái chừng trên 5 ngàn, mà còn dư 12 giỏ phải không? Sau khi mà họ ăn xong rồi, họ tính cái chuyện gì nữa? Đi theo Chúa Giêsu Christ tặng mà xin cơm. Bởi vì Chúa Giêsu Christ là sản xuất bánh cá. Chúa mới đi lánh rồi đi, mà xem họ đi tìm, tở mở đi tìm hoài. Tới chỉ còn gặp Chúa nói thầy ơi, thầy không ra thầy đi đâu? Tôi này đi kiếm thầy quá xá thầy ơi. Chúa Giêsu nói một câu: các anh mà theo tôi đó, các anh không phải đi theo tôi vì phép lạ đâu. Các anh theo tôi gì? Vì bánh. Thấy không? Thưa quý bạn chị em, các anh đi theo tôi vì bánh đó, tức là mấy anh chú trọng tới cái vật chất quá nhiều. Rồi Chúa mới nói Chúa là bánh từ trên trời xuống. Ý Chúa nói biểu tượng thôi. Từ trên trời Chúa xuống để đem lại cho người có người ta sự sống.
họ không tin, họ nói là bánh gì mà từ trời xuống đâu. Quý bạn nha, thì Chúa nói rằng là ta từ trên trời xuống làm theo ý cha ta, người nào mà ăn thịt ta, uống huyết ta, tức là ăn Chúa đó, tức là tin Chúa đó, thì người đó có sự sống đời đời. Thưa quý bạn, xem cái câu chuyện nói qua nói lại, họ không tin. Họ không tin, quý bạn xem cho tới cái câu đoạn 6, câu 6, 16, tôi nói đi nói lại hoài, nhớ không? Họ bỏ Chúa Giêsu Christ một cách rất là kỳ cục. Mới ăn, rồi đi theo, rồi bây giờ nói Chúa chết thì bỏ Chúa. Đó là cái thái độ của nhân loại khi mà không còn dùng được cái gì nơi Đức Chúa Trời nữa. Quý ông bà anh chị em, con người ta là gì đó? Không bình an. Mà cái bình an mà anh chị em không nhất thiết phải là giàu có mới bình an. Không nhất thiết là phải ăn no mới bình an. Không nhất thiết là phải có tiền bạc mới bình an. Bình an là nó tự trong cái lòng của mình. Quý ông bà anh chị em biết á, khi họ không bình an thì họ thiếu. Thiếu ngủ, thiếu ăn, thiếu vui vẻ, thiếu linh động, thiếu năng lực, thiếu tiền bạc, thiếu hạnh phúc. Họ thiếu. Nhưng mà họ có, một cái họ có là gì? Họ có buồn bã, họ có bế tắc, họ có bối rối, họ có tuyệt vọng, và họ có sự đau khổ. Thưa quý bạn, cho mình đi dấu, tôi muốn nói với bạn xem rằng là sự bình an của Đức Chúa Trời có dài dài từ tạo thiên lập địa tới bây giờ cho mọi người. Bằng cớ mà anh em đọc trong cái câu gốc coi, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi, vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Ai vậy? Ngươi là ai vậy? Chúng ta, những người đi theo Chúa mà anh em. Bây giờ tôi nói với bạn cho nghe, mình chỉ cần lấy cái câu chuyện 40 năm họ rời Ai Cập để họ về Palestine, xứ Canaan. Họ rời khỏi cái đất Ai Cập nô lệ một cách rất là kỳ diệu, là làm sao mà ông vua cho đi nếu cái đứa con trưởng nào không có chết. Vừa ra khỏi đất Ai Cập đụng biển đỏ, quên bạn cho em tin làm sao đi. Vậy mà đi qua, đụng sông vô đanh họ đi qua, đụng tượng Jericho họ đi qua. Họ đâu có trồng trọt mà họ có mana, họ đâu có chăn nuôi mà họ có chim cút, họ đâu có đào giếng mà họ có nước uống, họ đâu có quân đội mà họ thắng giặc. Quý bạn chị em, bây giờ tôi hỏi bạn chị em nha, ngồi ôn lại cuộc đời của mình từ khi rời khỏi ghế nhà trường tới bây giờ. Quý ông bà anh chị em đi làm có tiền có bạc từ khi mình rời khỏi cái bậc trung học, thí dụ vậy đó. Quý ông bà anh chị em thấy đó, tiền nó vô cho mình, nó ra cho mình, nó vô cho mình, nó ra cho mình, y hình như là của các bạn ta sẽ đặt ban phước cho mình. Bây giờ nếu tôi ngồi gần ông Cư, ngồi gần mục sư Du, mục sư Hà, mục sư Dũng, tôi từ riêng mỗi người, tôi hỏi cho mục sư Dũng sau khi tốt nghiệp Liberty University, mục sư Dũng đi tìm gì khó khăn không? Nói cũng đi tìm mục sư, rồi đi làm được không? Nói có mục sư, bây giờ có tiền có bạc, mới cưới vợ, mới có con này kia. Hỏi cái đó là sao? Lạ lắm mục sư, cho Chúa cho. Hỏi ông Ngô Cư, ông cũng nói vậy. Hỏi ông Hà cũng nói vậy. Không? Mà nếu tôi hỏi hết bạn em thì hết sức là mầu nhiệm. Hỏi ông Lâm Thành Đông năm nay là 70 ngoài tuổi, hỏi gì chứ từ khi mà ông đi trong quân đội, rời quân đội, cái ngày mà đất nước tan thương á, thì cái ngày cưới của ông, ông làm lễ cưới mình đã qua mà. Các bạn xem thì ông cho rằng là thiệt là phước hạnh. Bây giờ bạn xem nhớ nè, thì bây giờ đó là đối với cái người Do Thái đó, họ đã biết được cái câu chuyện lịch sử của dân tộc họ rồi. Bây giờ chúng ta có hai câu chuyện. Cái câu chuyện thứ nhất á, ông vua ông mở một cái tiệc cưới cho con. Ông mới gửi thơ kêu những khách đặc biệt họ ông đi.
ông mới kêu đi ra đường gặp bất cứ ai gì kêu vô. Vô xong rồi ông bài mua tiền thiệt là đẹp, thiệt là ngon cho người ta. Ông đứng ông coi sung sướng lắm. Ông chợt thấy một người không mặc áo cưới. Bây giờ tôi và anh chị em xoay lại cái người đó nha. Mình đừng có nghĩ tới cái người mà có mặc áo cưới. Theo quý ông bà anh chị em, khi vô trong cái phòng mà ai cũng mặc áo cưới hết, mà y ngồi trong đó y không mặc áo cưới, theo quý ông bà anh chị em, người đó trong lòng có sự bình an không? Có. Khi vô trong đó rồi y mới giật mình là tại làm sao mà mình ngu quá mới không chịu mặc áo cưới như người ta. Rồi bây giờ ông vua ông đi vô, ông mới lại ông nói bạn à bạn, sao mà bạn không mặc áo như người ta? Đó là tâm trạng của nhân loại bây giờ. Khi họ thấy phi cơ rơi, khi họ thấy tàu chìm, khi họ thấy chiến tranh xảy ra, thì họ mất bình an vì họ không có chiếc áo cưới. Còn nguyên bạn cho em có chiếc áo cưới rồi, bạn cho đâu có sợ. Thấy không? Cái thứ hai đó bạn cho em là dừng ý đen. Bây giờ mình trở lại vấn đề Đức Chúa Trời lùa hết nhân loại vô dựng ý đen. Trở lại thời kỳ đầu tiên, trong đó có mình luôn nha. Mà mình đã đọc qua câu chuyện dựng ý đen đoạn 3 của Sáng Thế Ký rồi nha. Chúa lùa hết mình vô trong đó, cả nhân loại vô đó mà đẹp lắm á, đầy đủ lắm á, sung sướng lắm á. Thì quý ông bà anh chị em có chịu bỏ dựng ý đen ra như ông anh em về vào không? Bỏ không? Dài quá. Thấy không? Cho nên mấy ông quý bạn chẳng biết những cái người mà bị lấy lại quốc tịch Hoa Kỳ, bị đuổi về nước, đủ loại ra nha, họ lấy lại à. Thì những người đó họ lên phi cơ bị đuổi về, họ khóc mà anh chị em. Họ nói sao mà họ dại quá vậy? Họ đi qua cái xứ người này, người ta thiệt là người ta rất cần, nhưng mà tại sao mà họ dại quá vậy? Thấy chưa nào? Đó. Bây giờ tôi thuộc cho bạn cho em nghe ba câu chuyện nhỏ rồi mình kết luận, rồi mình sẽ dự tiệc thánh. Có một cái cậu bé cỡ 13 tuổi, nó sống trong gia đình mà cha và mẹ đó là cắn đắng nhau hoài. Nó khổ tâm lắm, mà nó còn nít, nó không biết làm cách nào để giải hòa cho cha mẹ. Thì nó mới đi nhà thờ. Không về là nó đi nhà thờ thì nó nghe một bài giảng của ông mục sư. Ông nói về cái sự làm quà của Chúa Giêsu Christ cho Đức Chúa Trời và nhân loại. Nó nghe cái câu chuyện đó rằng là Chúa Giêsu Christ tới giăng tay ra trên thập tự giá là để nắm nhân loại và Đức Chúa Trời cho gặp lại nhau. Thằng nhỏ nó chấp cái ý đó. Nó nghĩ rằng là nếu cha mẹ nó mà có một cái người thứ ba mà nắm tay lại này thì cha mẹ nó có thể làm quà. Nhưng mà chẳng may mà anh chị em nó mang một cái chứng bệnh rất là nặng nề, mà nó không có kịp thi hành cái ý đó. Cha mẹ đã ly thân rồi, thì tới cái ngày mà nó hấp hối nó gần chết á, thì cha mẹ nó hay tin như vậy mới lợi, cha đứng một bên, mẹ đứng một bên. Thì nó thều thào qua hơi thở, nó nói ba, con không có sống lâu với ba nữa. Vậy qua mẹ nó, mẹ, con cũng vậy, con sẽ qua đời và con sẽ về với Chúa Trời. Nhưng mà trước khi con chết á, con hỏi ba gì chứ, ba thương con không? Thì ba nó nói bữa nay mà nếu mà ba không thương con, ba đâu có lại đây. Nó dây qua mẹ nói chứ, mẹ có thương con không? Thì mẹ nó cũng trả lời, nó mẹ cũng nói với ba, ba mẹ chỉ sanh ra một mình con là con trai duy nhất để cho cha mẹ thương tôi, mà con sắp chết rồi thì còn đâu mà thương. Thì con nít nó nói mà nó nói chuyện rất là khôn, mà rất là hay, mà rất là cảm động. Nó nói giả ví dụ như bây giờ con sống, Chúa cho con sống, thì ba mẹ có trở lại làm hòa thuận theo ý của con muốn không? Cha nó nói nếu con sống ba làm hòa.
Mẹ nó nói nếu con sống mẹ làm hoài. Tôi, tại sao ba mẹ phải chờ con sống ba mẹ mới làm quà, còn con chết thì không làm quà được? Hay quá không chứ? Thì ba nó khóc, mẹ nó khóc, hai vợ chồng nó, ba mẹ sẵn sàng làm quà ngay khi con chết. Thì nó nói vậy thì ba lấy cái tài của ba đó để trên cái tim con. Thì ông già nó nghe theo, lấy cái tài để trên cái tim. Nó dây qua mẹ nó nói bây giờ mẹ lấy cái tay của mẹ để trên tim con. Và cái tim nó có chỗ mà. Ông già để đây rồi, bà già để đâu? Bà già không được, không biết làm sao, tại vì hồi nãy giờ ly thân nhau rồi. Nó nói mẹ còn ngại gì nữa, cái tim của con nằm chỗ nào thì mẹ để ngay chỗ đó hả? Rồi bà ngần ngừ ý bảo, bố nói là cái tim của con, bà con đã để tay rồi. Thì nó nói bây giờ theo mẹ thì tim của con nằm ở đâu? Thì bà không bắt buộc bà để cái tay của bà trên cái tay của ông. Bây giờ tôi hỏi quý ông quý bà, hai ông bà trong nhà cắn đắng nhau, cãi lộn nhau cả tuần lễ nay không có nắm tay nhau. Và bây giờ một cái duyên cớ nào đó mà hai chồng mà nắm tay nhau, theo quý bà cho em thấy cái nắm tay đó nó đặc biệt không? Hả? Cái nắm tay đó là nắm tay gì? Nắm tay yêu thương trở lại đó không? Thì bà này mà để cái tay của bà ở trên cái tay ổng rồi đó, thì cả hai á, trong cơ thể họ rần rần hả? Là vì họ nhớ cái ngày mà họ thương nhau, họ bắt họ khóc. Thằng này mới nói mấy câu, nó nói con rất vui để về với Đức Chúa Trời. Rồi nó nhắm mắt lại, tắt hơi. Bây giờ bà chẳng nghe tôi hỏi, trong số ba người đó, trong cái giây phút mà thập tử nhất sinh của thằng nhỏ đó, người cha, người mẹ, thằng bé, ai là người có sự bình an nhất? Thằng bé. Tôi nói với bạn chị em rằng nếu cô Thanh Hương trả lời thằng bé đó, thì tôi nghĩ rằng cả cái hội chúng này cũng đồng ý tôi rằng thằng bé. Tại sao vậy? Tại vì nó thỏa lòng nhất là vì cha mẹ đã nắm tay nhau. Cái sự bình an của mình có đâu bạn chị em, nó không có nhất thiết phải có tiền, phải có vật chất, mà có tình yêu. Quý ông bạn chị em biết, khi con người ta mà chạy trở về với Đức Chúa Trời đó, thì cái đấng mà sung sướng nhất của mình chị em, hạnh diện nhất đó là Đức Chúa Trời. Xin các bạn cho em mở cho tôi ra ở trong sách Luca đoạn 15. Tôi đọc các bạn cho nghe câu số 3. Vì thế Ngài kể cho họ ẩn dụ này: có ai trong các ngươi có 100 con chiên, nếu mất một con mà không để 99 con kia nơi đồng quan để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất chăng? Khi đã tìm được thì vui mừng dắt nó lên vai, và lúc về đến nhà người ấy gọi các bạn hữu và láng giềng đến và nói: hãy chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên lạc mất. Cũng vậy ta bảo các ngươi, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là 99 người công chính không cần phải ăn năn. Quý ông bạn chị em không có ngờ rằng cái lúc mà một cái người tin Chúa Giêsu Christ, thiên đàng trỗi một cái bản nhạc khởi sướng là tuyệt vời mà mình muốn nghe cái bài đó. Kinh Thánh đó là cả thiên đàng mừng, chỉ cần một người tin Chúa thôi. Thằng nhỏ này bạn chị em, nó đem lại cho cha mẹ nó sự hòa hợp đó, thì trên thiên đàng rất là mừng, cho nên nó có rất có sự bình an. Rồi vậy là cái câu số chuyện số 1 xong rồi. Bây giờ cái câu chuyện số 2. Quý bạn cho em nghe nè. Gió bắt đầu thổi nhẹ ở bờ biển, bắt đầu thổi mạnh hơn, cuồng phong đến. Thì con chim nhỏ xíu vậy nè, nó quen cái hang ở trong cái bờ biển rồi, giống như ở Hà Tiên mình vậy đó. Nó bay bay vô trong đó, bạn cho em đó có chỗ đó đậu. Mưa gió bão tố gì ở ngoài hè, rồi nó đậu trên cái hàng trong hàng đó. Thì
Thì trong khi đó mạn dẹp ở bên ngoài một chiếc thuyền lớn, theo lối ngày xưa nhưng mà như bây giờ, mà chiếc tàu đầy đủ tiện nghi, xài buôn, xài treo, họ phải chống chọi với cái cơn giông tố rất là mạnh mẽ, mà họ không có vô được trong ở trong cái hang, thấy không? Thì khi so sánh giữa cái con chim ở trong cái hang lúc cơn giông nổi lên và cái chiếc ghe với hàng mấy trăm người chèo ở trên chiếc thuyền, theo bước mà anh chị em, ai có sự bình an nhất? Mấy câu hỏi này đưa ra vậy, nhưng mà nó rất ý nghĩa. Tại sao vậy? Là vì mình ở trong tay của Đức Chúa Trời. Cái hang đó là hình ảnh cái tay của Đức Chúa Trời nắm chặt mình, không có cần dòng tố nào hại thế mình được. Quý vị bạn chị em cùng tôi mở ra trong sách Tin Lành Giăng đoạn số 10, câu số 25. Đức Chúa Giêsu đáp: Ta đã nói cho các ngươi rồi, nhưng các ngươi không tin. Những việc ta thực hiện trong danh Cha đều làm chứng cho ta, nhưng các ngươi không tin, vì các ngươi không phải là chiên của ta. Câu 27. Chiên ta nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay ta. Cha ta đấng vĩ đại hơn tất cả cho ta những chiên ấy, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay cha. Ta với cha là một. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đừng có một cái mặc cảm là Chúa bỏ rơi mình. Khi mình gặp cái cơn giông tố phũ phàng xảy tới cho mình, một chứng bệnh, một sự thất bại, bất cứ cái gì gì đó, ông ấy mà anh em nhớ là Chúa Giêsu nói những cái chỗ mà mình không có đọc tới, như là chiên của Chúa đó, Chúa không có để một con chiên nào chết mất bao giờ. Tại sao mà khi tôi giảng cho ông bà anh em ở trong cái thánh đường này mấy năm nay, tôi cứ nói rằng là hễ Chúa tới thì hết thảy chúng ta lên trên trời gặp Chúa. Tôi có nói bọn là người nào không? Hết thảy chúng ta, từ già tới bé, từ tốt tới xấu, từ có tội tới không có tội, hết thảy đều được Chúa đem về trên trời ở với Chúa đời đời. Phải lời hứa của Chúa. Thành ra không có gì nghi ngờ Đức Chúa Trời. Nếu mình không nghi Đức Chúa Trời, không có cái là bán tín bán nghi, thì mình có sự bình an không? Có sự bình an. Ba người mạnh khỏe lắm mà, lực lưỡng lắm mà, đi lên trên núi á, leo núi. Và khi leo núi rồi tới bằng trở xuống á, thì cơn tuyết đổ. Tuy tuyết đổ thì đi khó khăn lắm. Thì trong khi mà ba người mà đi leo núi xuống đó, thì một người lại trơ chân mà té gãy chân. Quý ông bà anh chị em tưởng tượng rằng ba người đi mà một người gãy chân là sao đây? Thứ nhất á, hai người phải cõng một người, phải không? Hai người cõng người. Nhưng mà trong số ba người mà cái anh mà mạnh đó, anh sợ rằng là anh không xuống dưới chân núi kịp đó, tuyết nó sẽ lấp anh đi. Anh bỏ hai người kia, một người thì gãy giò, một người thì mạnh khỏe, bỏ anh chạy xuống theo. Anh chạy xuống dưới chân núi, chạy riết xuống dưới. Anh này nó kêu gì kêu à? Nói anh ơi, anh ơi, tội nghiệp quá, bây giờ anh bỏ đây, tội nghiệp quá, anh ơi, làm la gì là anh chạy luôn. Thì cái anh này, anh mới suy nghĩ rằng là đi thì đi đồng bạn, mà một người đã gãy chân như vậy đó, không lẽ mình bỏ? Chắc chắn là mình bỏ là tối đêm nay anh chết à? Thôi bây giờ, thấy anh là nên dài, giác. Có lúc thì giác, lúc thì khiêng, lúc thì kéo, là từ trên xuống đó. Khi mà anh kéo, anh giác, anh khiêng anh này thì tôi hoàn theo với bạn chéo thế thì nhẹ nặng. Nặng lắm. Thì làm sao? Khi ông xuống dưới chân núi mà chéo, thì ông thấy là tuyết lấp hết, nhưng mà thấy hai cái chân lòi ra. Ở dưới tuyết, ở dưới chân núi, thấy tuyết lấp hết trơn mà có hai cái chân lòi ra. Thì thấy hai chân như là người ta rồi. Anh bới tuyết lên thì ra cái người bạn của mình.
người bạn của mình bị tiêm lắp đâm chết. Quý mạnh cho biết tại sao? Tại sao chết đâu? Khi mà cái anh này anh khiêng anh giác đó thì anh có ra cái xứng nóng, anh không có bị tiêm nó hại. Khi mà anh giác một người bạn đó thì anh ráng anh đi đó, thì cái người kia cũng giật 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 như thế này, rồi anh cũng ra sức. Thành ra cái xứng nóng nó có, không có chết. Đó, lại nha. Còn cái anh này nè, anh đi xuống mà không có xứng nóng. Thấy không? Bây giờ câu hỏi, trong ba người đó đó, theo quý bạn cho em ai là người có sự bình an nhất? Cái người mà khi người ta đó có sự bình an, quý bạn cho em tại sao không? Quý bạn cho em nghe nè, khi mình làm một cái gì thiện, mình cứu người, thì cái lòng mình sao? Rất là vui. Sự bình an tới với mình khi mình phục vụ Đức Chúa Trời, cứu người khác. Cho nên tại sao Chúa Giêsu chúng ta có sự bình an, mà mấy thầy tông giáo họ không có? Thì Ngài cứu, họ giết. Chúng ta đứng lên cầu nguyện. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Lâm Văn Minh, vừa chia sẻ lời Đức Chúa Trời, bài giảng được thâu ngay tại Hội Thánh Tin Lành Baptist Alexandria vừa chia nhà. Nếu quý vị cảm động và muốn tin nhận Chúa Giêsu Christ, chúng tôi xin giúp quý vị. Quý vị chỉ cần lặp lại những lời tôi nói sau đây. Lạy Đức Chúa Trời, sau khi nghe bài giảng, con rất là cảm động và ăn năn. Xin Chúa tha tội cho con. Con nhận Chúa Giêsu Christ đã chết thế cho con trên cây thập tự. Xin Ngài cứu con. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, nếu quý vị muốn nghe những bài giảng khác nữa do chúng tôi chia sẻ ngay tại Hội Thánh, xin quý vị mở website www.vietgospel.org. Và nếu quý vị muốn liên lạc với chúng tôi, nêu câu hỏi, trả lời những thắc mắc, xin quý vị mở vietgospel@gmail.com. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị. Rất cảm ơn quý vị.